chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 trên kênh Sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, thời gian gần đây, diễn biến dịch Covid-19 tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu căng thẳng trở lại, số ca mắc mới liên tục tăng. Trước tình hình đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 7 kịch bản chữa trị, chăm sóc cho F0 và đang trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét để sớm ban hành trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê mới nhất trong đợt dịch lần thứ tư tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 452.722 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Số ca mắc mới tăng liên tục mỗi ngày. Nhận định về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Theo đó, số ca mắc mới mỗi ngày vẫn còn cao, có ngày lên tới trên 1.400 ca mắc mới. Số bệnh nhân nặng thở máy vẫn ở mức cao và ngày càng tăng. Chẳng hạn như ngày 14 tháng 11 là 258 ca, ngày 15 tháng 11 là 274 ca, ngày 16 tháng 11 là 284 ca và ngày 17 tháng 11 lên tới 302 ca. Ngoài ra, số ca nhập viện thời gian gần đây luôn cao hơn số ca xuất viện, khác với những ngày trong tháng 10. Một trong số những con số đáng lo ngại khác là số ca tử vong chưa giảm, thậm chí còn tăng. Chẳng hạn như ngày 15 tháng 11 có 35 trường hợp tử vong, Ngày 16 tháng 11 có 26 trường hợp và ngày 17 tháng 11 số ca tử vong tăng lên 42 trường hợp, ông Phạm Đức Hải nói. Trước thực trạng nhiều nơi yêu cầu F0 phải đến trạm y tế lấy thuốc dẫn đến hiện tượng F0 xếp hàng dài, F0 đi ra cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc đó là do một số địa phương thiếu nhân sự nên có quy định thời gian, địa điểm để F0 tự đến lấy thuốc. Theo ông Tâm, hiện thành phố đang sống chung nhưng thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả chứ không phải sống chung là F0 và người bình thường lẫn vào nhau. Tạm thời F0 và tất cả những F1 sống cùng nhà sẽ thực hiện cách ly theo đúng quy định, không được di chuyển nhiều nơi. Việc F0 đi ra ngoài không phải là chủ trương của ngành y tế. F0 và những người F1 sống cùng nhà sẽ phải cách ly đủ 14 ngày. Sau khi có thông tin, thì HCDC đã nhắc nhở và báo cáo Sở Y tế ngay, nơi đó cũng đã khắc phục. Đây là những việc tuyệt đối không được làm vì vi phạm quy định cách ly F0, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hiện nay, mục tiêu chung của thành phố là làm sao duy trì và bảo vệ được thành quả chống dịch trong suốt thời gian qua, đồng thời kéo giảm số ca nhập viện cũng như số ca tử vong và củng cố lại hệ thống y tế. Với tinh thần đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với các sở ngành bàn các giải pháp và xây dựng các kịch bản cụ thể ứng phó với dịch. Về ngưỡng đáp ứng của thành phố với dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, cùng với số nhân sự hiện có gồm có 9.100 bác sĩ, 19.600 điều dưỡng và số giường oxy, giường hồi sức cấp cứu, giường bệnh, thành phố có khả năng đáp ứng 120.000 F0 cùng thời điểm. Sở Y tế đã xây dựng 7 kịch bản đáp ứng với từng số liệu F0. Bên cạnh đó, tất cả lực lượng y bác sĩ và điều dưỡng tại thành phố đều đã được cọ sát thực hành trong đợt dịch lần 4, nên có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cũng cho biết hiện thành phố còn khoảng 2.000 gói thuốc C và đang xin Bộ Y tế thêm 100.000 gói thuốc C để dự trù khi F0 tăng lên. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh còn chia sẻ, Sở Y tế đã củng cố lại lực lượng hỗ trợ chăm sóc F0 như kích hoạt lại hệ thống mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Theo đó, mạng lưới thầy thuốc đồng hành với 2.500 bác sĩ sẽ đến tận phường, xã hỗ trợ F0, trạm y tế chưa xử lý tốt Bên cạnh đó, Sở Y tế duy trì và tiếp tục phát triển hệ thống tổng đài 1022 nhánh số 3-4 để tư vấn sức khỏe, kịp thời hỗ trợ cho F0. Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường xét nghiệm, điều tra dịch tễ cộng đồng ở những nơi nguy cơ cao như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, trong đó cần chú ý sự xuất hiện các biến thể mới mới đây nhất trong buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng công tác giám sát y tế dịch tễ đối với người dân chưa tiêm vaccine, người chưa đủ điều kiện tiêm vaccine khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, phân công từng trạm y tế, từng tổ phản ứng nhanh theo dõi thường xuyên, thăm khám kịp thời. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cần tăng cường xét nghiệm điều tra dịch tễ cộng đồng ở những nơi nguy cơ cao như các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, trong đó lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, ông Đam còn lưu ý thành phố nên huy động y tế tư nhân tham gia điều trị F0, kết hợp ngay từ các trạm y tế lưu động. Thành phố có cơ chế hạch toán chi phí điều trị F0 cho y tế tư nhân giống như y tế công lập về việc thu thêm phải được sự đồng ý của người bệnh. Phó Thủ tướng cho rằng cần cập nhật hướng dẫn về xét nghiệm, xử lý ca nhiễm trong khu công nghiệp để các doanh nghiệp có phương án vừa xử lý nhanh chóng hiệu quả mà không làm gián đoạn sản xuất. Theo ông Đam, phải chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị để cấp cho F0, bảo đảm oxy y tế, đồng thời mở rộng mô hình thăm khám qua mạng, cấp phát thuốc điều trị các bệnh nhân mãn tính tại cơ sở. Về đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố chuẩn bị phương án đón chuyên gia, khách du lịch, bà con Việt kiều về thăm quê phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế. Báo cáo tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay thành phố đã thiết lập 264 trạm y tế lưu động, mỗi trạm chăm sóc tốt nhất 50 đến 100 F0 tại nhà, cung cấp trên 292.000 túi thuốc cho các trung tâm y tế cung cấp trên 292.000 túi thuốc cho các trung tâm y tế. Về cấp độ dịch, có 10 trên 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức ở cấp độ 1, 11 địa phương ở cấp độ 2, 1 địa phương ở cấp độ 3. Ông Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca nhiễm đang điều trị trên địa bàn là 68.000 người, trong đó tầng 2, tầng 3 là 12.634 người. Theo ông Thượng, nguyên nhân chính làm tăng số ca mắc ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua chủ yếu là người lao động quay lại làm việc và lây lan trong khu nhà trọ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các đội đặc nhiệm để khoanh chặt không để các ổ dịch mới lan rộng. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 hiện nay ngày càng có những chuyển biến phức tạp khi các ca mới trong cộng đồng liên tục tăng. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, mọi người dân không nên chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Kính mong quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe, tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!